dần dìu trên đường đi lẻ lấp lánh sao đất tuyệt vời đẹp thay ôi mùa sao xa từ khắp muôn phương lòng thanh luôn hướng về cùng Chúa ngôi hai xa danh trên trời nào nguyện cầu yên bình nhân thế bài thánh ca ngọt đầu môi quê hương chinh chiến đã lâu rồi ngoài biên cương vẫn miệt mài mây mùa ra cho xuôi phần thơ gửi về cho người biên giới chiến đấu sông ba địa đầu một dư âm mùa gian sinh gửi về cho người biên giới chiến đấu sông ba địa đầu một dư ngầu không quý vị? Có một anh Nghĩa thôi mà giống như là full band mà có thêm tiếng chuông nhà thờ nên mới ngầu chứ. Quý vị thật nhiều sức khỏe. Và còn vài ngày nữa thôi thì là mùa ngày Noel đã đến và năm mới của người Mỹ cũng sẽ đến và người Việt Nam chúng ta thì được ăn hai cái Tết. Linh với Lam xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe nè, bình an và chào đón một mùa Giáng sinh thật là an lành nha quý vị nha. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bộ hôm trước là hai chị em mang hai cây Noel màu xanh đã đến với quý vị rồi. Hôm nay là hai cây Noel này nó cái màu nó hơi tối tí rồi mà vẫn là Noel đó quý vị ạ. Nó có bling 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 tí xíu. Cả nhà thấy hai đứa em hôm nay có sexy không ạ? Có đủ sexy không ạ chị? Đẹp quá. Thế bây giờ em nhớ cả nhà, em xin hát cho cả nhà một bài hát được mang tên Nhớ Cả Nhà. Cái này là đặt ra đó là nhớ anh đó quý vị ạ. Chúng tôi là tác giả người ta nghe tại nga không biết bài này là bài gì. Dạ em nhớ anh nhưng mà tại vì nhớ quý vị quá nên cái gọi là nhớ quý vị quá. Bài hát này là của một nhạc sĩ mà người bạn thân và dễ thương của Trúc Lam Linh ở Việt Nam thời mà Lam Linh còn ở Việt Nam hát. Anh tên là Hà Thúc Kỳ Phương. Dạ. Một tràng vỗ tay cho bé Nghĩa Sữa của nhà mình cả nhà ơi. Nhớ đến anh, lòng đầy nhớ đến anh. Em nhận gió mây mang anh đến đây. Đến với em, một lần đến với em. Chờ đến đây thôi, không còn cô đơn.
về giấy. Em mang theo một con tim thật buồn để nơi đây. Anh như dù trên lối hẹn hò, những ngày này đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao, mà giờ đây chỉ mình em nhớ thương thật nhiều. Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai, để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh. Khôn nguôi bước vào thành cơn mơ tối nay. Đến bên em dấu yêu, để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ. Nhớ đến anh thầm để nhớ đến anh. Em nhận gió mây mang anh đến đây.
À, rồi bây giờ thêm bài nữa nha cả nhà ơi. À, nãy quý vị thấy nhảy tôi thấy buổi vui rồi đó, thấy chị nhảy quá trời luôn đó, dạ, ra nhảy với em luôn nha. Thôi cô gì trời ơi, ơi bạn mươi là cái tuổi thôi. Chị ơi, chị phải xài cái lịch của em là 24 tháng mới được một tuổi đó, chị thấy được chưa, thấy không, năm nay mới có 35 rồi ơi, mà 35 là con dê đấy. Dạ chị không thích kêu chị thôi, em kêu má luôn cho rồi đi. Dạ má, má lên đây chơi con nè. Dạ lấy này này này, con trai 48 tuổi rồi. Ồ đâu nha. Em thấy cái chị áo cái chị 35 đó chỉ làm vậy nè. Thích ghê luôn á. Mà bây cái giờ cái đó người ta gọi là thể dục nhịp điệu đó. Ma ma dạ. ma ma.
bây giờ con nói thiệt nha, bây giờ con nhìn kỹ con thấy con nhớ má ở đâu rồi. À, con thấy má rồi. Bên Phước Độc Thọ nè. À, đúng không cả nhà? Có ai thấy má? Đó. Tại bữa hôm trước con trai má dẫn con đi chơi. À, con trai má đưa con vô Phước Độc Thọ vui vàng. Cái tự nhiên con thấy má đứng má nhảy. Đó, má con nhảy nhảy vậy nè, đó má bay giống như là má bừng vơ vậy đó. Cái ảnh nói cho má chị em đó, cái tiền con nhận ra má luôn. Đó, đó, má chị em con nhận ra má luôn. À, cho má chỗ nào mà má rất mà không móc tiền ra là má đi đó. À, chỗ nào má rất không móc tiền ra là má đi. À, con nhớ câu này, con về con nói lại với ảnh nha. Tối nay con về con nói lại với ảnh là má nói câu này. Xin chọn cho em bằng một chiếc ô nồng say. Xin thì chẳng nói em từng buông lời trên cánh tay. Xin ở hai bên em đừng đem giữa chia tình anh cho ai. Trái tim anh xin đừng trách trói em, thằng muốn chiếm ôn đồng say.
Merry Christmas cả nhà nhé. Yeah. Em cảm ơn chị nhiều.